Các bạn thì hôm nay thì mình sẽ bắt đầu một cái chuỗi đại khái là một cái phần nói chuyện để chủ đề luật hợp đồng, để mình sẽ xin phép để mình share cái screen này của mình. Thì liên quan đến cái chủ đề về 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 luật hợp đồng thì mình bật nó to lên một chút nhé. Okay. Thì hôm nay là mình sẽ bắt đầu một cái gọi là không, thì mình không thể gọi đấy là một một cái bài giảng về vấn đề luật hợp đồng cả, tại vì đương nhiên đây không phải là trường lớp gì cả, đây chỉ là một cái diễn đàn để chúng ta nói chuyện với nhau một cách rất là thoải mái thôi. Thì là mình nghĩ rằng là cái buổi này thì nói chuyện không khác gì những cái buổi hỏi đáp tổng quát mà của chúng mình sáng thứ bảy hàng tuần cả, nói chuyện với nhau rất là thoải mái về chủ đề của luật hợp đồng, đúng không? Có một cái chủ đề nhất định, đây không phải là buổi giảng dạy. Và những cái buổi này thì đúng là mình chỉ đề cập đến những cái gọi như là cái nguyên nguyên lý nguyên tắc, có tính chất rất là tổng quát, có tính chất rất là mấu chốt trong một số cái học thuyết về luật hợp đồng trong common law thôi. Không phải, đương nhiên đây không phải một cái legal advice giống như bạn Trang nói, mình biết là bạn Trang hỏi câu này nên mình phải đưa luôn câu qualification này ra. thì đây không phải một legal advice gì cả, các bạn cũng đừng nghĩ đây là một cái bài giảng gì cả, mình rất mong, mình chỉ muốn có một cái câu chuyện để gợi mở cho các bạn, để từ đó các bạn sẽ tiếp tục có thể tự tìm hiểu, tự nghiên cứu thêm về luật hợp đồng của common law, hoặc là các bạn cũng có thêm được một cái góc nhìn để các bạn có thể đưa ra một cái quyết định xem là các bạn có đi học common law hay không. Đấy, mình hy vọng là cách mà mình và các bạn cùng nói chuyện ở trong cái buổi như này sẽ giúp cho các bạn có thêm cái góc nhìn. Thì đây là một cái chương trình dự kiến của những cái chủ đề chính mà mình sẽ nói trong trong tuần này và những tuần tiếp theo. Đương nhiên còn bao nhiêu tuần thì thực sự mình không biết bao nhiêu tuần, thì vì đây là những cái buổi nói chuyện có tính chất là nó rất là thân thiện thôi, cho nên là không phải lớp học gì cả, thế là cứ đi dần dần. Mình nghĩ rằng là chúng mình cũng không có gì phải vội cả, thì đây là những cái chủ đề gọi là chủ đề chính về về mặt những cái học thuyết chính ở trong luật hợp đồng của common law mà mình nghĩ rằng là mình sẽ đi thôi, mình sẽ đi cùng với cả các bạn. Mỗi buổi thì sẽ là một cái chủ đề, hoặc là chủ đề những cái chủ đề lớn, ví dụ như là offer and acceptance chẳng hạn, thì có thể có vài buổi ví dụ như thế. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi và nói chuyện với những cái chủ đề như thế. Còn còn thêm một cái điểm nữa là thì đấy ok, một điểm tiếp theo rằng là tại sao mình lại nghĩ rằng là đọc những cái case law, những cái vụ việc trong common law thì nó sẽ tốt, tại vì rằng là khi mà mình đi học ấy, thì có một cái điểm rất quan trọng rằng là các người thầy giáo và kể cả đọc sách vở các thẩm phán thì họ đều xác định rằng là đọc case law ít nhất ở trong luật hợp đồng là cái cách tốt nhất, ở đây dùng từ tốt nhất mà thậm chí cách duy nhất để các bạn có thể hiểu được rằng là cái luật hợp đồng nó như thế nào. Tại vì nếu mà các bạn cô đọng tất cả những cái nguyên tắc của luật hợp đồng common law vào trong một quyển sách chẳng hạn, thì quyển sách nó dài khoảng tầm 50 trang là hết, các bạn đọc hết 50 trang là các bạn biết được hết tất cả những cái nguyên tắc của cái luật hợp đồng. Nhưng mà tuy nhiên cái biết cái nguyên tắc đấy để làm gì, đúng không? Cũng giống như cái chương về hợp đồng ở trong bộ luật dân sự của mình nghĩ là dài thì nó chỉ dài khoảng tầm vài chục trang là hết, nhưng mà biết đọc xong cái đấy thì nếu mà chỉ là những cái nguyên tắc đấy thôi thì nó khô khan quá. Đấy là tại sao mà nhiều người bảo luật nó khô khan, là vì như thế. Luật nó chỉ có giá trị thực tiễn và nó chỉ có giá trị áp dụng, và nó thực sự là cái sự đẹp đẽ của luật nếu mà các bạn đọc về cái cách mà các thẩm phán, các tòa án áp dụng những cái nguyên tắc đó vào những cái trường hợp cụ thể. Thì đấy là việc mà mình nghĩ rằng là đọc cái case law là điều rất là quan trọng, rất là hấp dẫn và rất là thú vị. Thì mình trong từng buổi như này thì mình cũng chỉ đưa ra những cái case law nó có tính chất điển hình với cả những cái học thuyết cụ thể, để từ đó là chúng ta cùng nói chuyện với nhau. Các bạn hoàn toàn có thể nói là em đồng ý hoặc em không đồng ý là phán quyết như thế này, đúng không? Vì lý do ABC, thì sau đó hoặc là các bạn bảo là vấn đề này ở trong luật Việt Nam thì rõ ràng người ta giải quyết một cách thấu đáo hơn, một cách trọn vẹn hơn, không cần thiết phải lạnh lùng như luật Anh. Thì hoàn toàn các bạn hoàn toàn có thể đưa ra những quan điểm, nhận định, lý do của các bạn. Thì mình rất hy vọng rằng là các bạn sẽ tham gia vào những cái thảo luận như này của mình, giao lưu cùng với nhau thôi. Mình cũng không phải là có dạy bảo hay là gì cả. Thì cái chủ đề đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay thì nó là chủ đề mà có thể là nghe có vẻ thân quen cả nhiều bạn sinh viên ở đây, khi mà các bạn đã có cái thời gian để tìm hiểu về về luật hợp đồng common law, những cái khái niệm cơ bản nhất, sự khác biệt giữa một cái offer, đề nghị giao kết hợp đồng, và một cái gọi là invitation to treat.
dịch ra tiếng Việt chắc là dịch là lời mời để đàm phán giao kết hợp đồng, đúng không? Thì mình xin phép các bạn rằng là trong những cái buổi này thì có những cái thuật ngữ thì mình nghĩ rằng để tiếng Anh thì nó sẽ chính xác hơn, không nên dịch ra tiếng Việt. Mình biết rằng là vừa nói tiếng Anh vừa nói tiếng Việt thì nó không hợp lý, nhưng mà tại vì là mình đang tìm hiểu mà, cho nên là mình cứ để xem là những cái thuật ngữ tiếng Anh đi thì các bạn vừa dễ cho các bạn trong cái việc nghiên cứu sâu thêm và để giữ nguyên được cái nghĩa của nó. Thì cái chủ đề về sự khác biệt giữa một cái offer và một cái invitation to treat ấy, thì mình nghĩ rằng là chúng mình sẽ nói chuyện trong 2 buổi. Buổi đầu tiên thì là liên quan đến hai cái vụ việc rất là điển hình để nói rõ về cái sự khác biệt. Và cái buổi thứ hai thì mình sẽ nói về những cái trường hợp cụ thể là trường hợp quảng cáo hàng hóa này, trường hợp liên quan đến bán đấu giá này, và trường hợp liên quan đến đấu thầu. Thì đấy là cái buổi thứ hai mình sẽ nói. Nhưng trong cái buổi hôm nay thì mình sẽ đề cập đến hai cái vụ việc rất là nổi tiếng, mà nhiều khi mà các bạn đọc sang những cái quyển sách giáo khoa về luật hợp đồng, cũng như là cái quyển casebook về luật hợp đồng, mình đang nói là ở Anh hoặc ở Úc nhé, thì nó sẽ nhắc đến. Còn còn mình biết ví dụ hôm nay có bạn Minh chẳng hạn ở Mỹ chẳng hạn, hoặc một số bạn mà hay thích tìm hiểu luật Mỹ hơn, thì thú thực với các bạn là mình không có quá nhiều kiến thức về American Common Law. Mình không học ở Mỹ và hệ thống ở Mỹ nó hơi khác biệt với cả hệ thống của Anh với cả ở Úc, nên là những cái case này là hoàn toàn ở Anh và ở Úc, chứ không liên quan đến luật Mỹ ở đây cả. Còn các bạn mà có một cái góc nhìn khác về mặt luật Mỹ thì mình thực sự mong muốn các bạn chia sẻ ở đây, và mình cũng muốn biết thêm, và các bạn khác cũng muốn biết thêm về quan điểm của luật Mỹ. Thì cái case đầu tiên, 1893, có nghĩa là cách đây bao nhiêu năm? 130 năm à? Gần 130 năm rồi. Xảy ra ở Jamaica, tại vì hồi đấy ở Jamaica vẫn là một nước thuộc địa của Anh. Đến bây giờ Jamaica vẫn còn 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 công nhận Privy Council, có nghĩa là hội đồng hoàng gia ở ở bên Anh, là tòa án tối cao của họ. Thì đây là một cái phán quyết Harvey and Facy năm 1893, của Privy Council, có nghĩa là của hội đồng hoàng gia của nước Anh. Thì ở đây tính chất giới thiệu một chút rất là ngắn thôi. Thì ở Anh ấy, thì nó có hai cái cơ quan gọi là có cấp xét xử cuối cùng. Thì cái cơ quan đầu tiên nó gọi là tòa án tối cao Anh, Supreme Court of the United Kingdom. Thì tòa án tối cao Anh là người ta sẽ có thẩm quyền đối với cả những cái vụ việc ở bản thân cái nước Anh, cái nước nước ở châu Âu ấy. Còn nước Anh thì ngày xưa nó có rất nhiều thuộc địa, bao gồm cả Úc. Thì những cái thuộc địa đấy, Jamaica, Úc, New Zealand này, ngày xưa thì thêm một Canada này. Thì những thuộc địa đấy thì họ muốn, nếu mà họ muốn gửi cái vụ việc đấy lên 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 cho tòa án Anh giải quyết, thì họ sẽ không gửi đến tòa án tối cao Anh, mà họ sẽ gửi đến Privy Council, hội đồng hoàng gia. Thế một cái thuật ngữ mình chả biết dịch là gì. Thì Privy Council tương đương với cả tòa án tối cao, tóm tắt là như vậy, bạn sẽ hiểu gọi Privy Council cho nó sang mồm, nhưng thực ra nó cũng chả có nghĩa gì cả. Cái vụ này rất đơn giản, mình nghĩ rằng là cái phách của vụ này nó quá đơn giản. Năm 1893 nó chắc chả có gì phức tạp cả, đúng không? Cái ông nguyên đơn này thì ông ấy gửi một cái bức điện tín, ngày xưa ông gửi một cái bức điện tín cho ông bị đơn, là một cái nhà sản xuất bút, gọi là bút thì đơn giản nhất. Thì ông ấy bảo rằng là ông có bán bút không, còn nếu mà ông bán thì là ông nói lại cho tôi cái giá thấp nhất của cái bút đấy, trả bằng tiền mặt nó là bao nhiêu. Đúng, đơn giản một cái điện tín thì giống như các bạn bây giờ gửi text message qua Zalo chẳng hạn, đơn giản hỏi shop có bán cái này không, giá thấp nhất là bao nhiêu, y hệt như thế. Thì ông bán bút không trả lời lại, ông ấy bảo rằng giá thấp nhất cái bút 900 đồng, 900 pound thì họ bạn nhiều đó, 100.000 Việt Nam ví dụ thế. Hỏi cái gì trả lời cái đấy, hỏi có bán bút không, cái giá thấp nhất bao nhiêu thì ông trả lời đúng, ok cái giá thấp nhất là 900. Thì sau khi nhận được tin nhắn trả lời thì cái ông nguyên đơn này ông ấy lại nhắn lại, ok tôi đồng ý mua một cái bút giá 900. Sau đó thì cái ông bên bán thì ông không không trả lời gì nữa. Thôi không trả lời nữa. Không trả lời, nhưng mà cuối cùng ông không bán cái bút đấy cho bạn, cho cái ông người mua. Thế thì mang ra cãi nhau, lại khá là câu hỏi đặt ra rằng là cái bên bán đấy họ có nghĩa vụ phải bán cái bút đấy hay không, dựa vào tất cả những cái tin nhắn như vậy. Thì chưa nói đến luật Anh luật Yết gì cả, thì bạn nghĩ sao? Các bạn nào có quan điểm gì về, có thể câu chuyện này có thể xảy ra trong cuộc sống như hàng ngày các bạn? Mình nghĩ là có thể các bạn ngay trước cuộc nói chuyện chúng ta, có bạn nào đã trong Covid thì chẳng hạn mua hàng online rất là nhiều, mình nhắn tin qua Facebook hỏi, chỉ hỏi thế thôi đúng không, cái áo này bao nhiêu anh, giá là bao nhiêu, trả lời cho cái giá này là 900 ví dụ thế, mà bạn trả lời lại là tôi đồng ý mua, nhưng mà cửa hàng người ta cũng chả trả lời gì lại bạn, tin nhắn đã đặt như kiểu đấy. Bạn nghĩ sao?
Thì bên bán có phải có nghĩa vụ bán cái hàng đấy cho bên mua không? Đã có hợp đồng chưa? Bỏ qua tất cả, tạm thời cũng không liên quan gì luật Anh cả. Thử suy nghĩ trong luật Việt thôi, hoặc là thử suy nghĩ ở trong cái cạnh là một cái trường hợp bình thường như của bạn thôi. Các bạn nào có kiến gì không? Mình cũng nhìn thấy cái các bạn Minh vụ này em nhớ là Khái đúng rồi. Nhà đất ở mình là thế, ở mình nói cái fan cho nó vui thôi, không cần phải phải viết nhà đất ở mình ạ. Thank you bạn Minh, đúng là thế. Anh ơi, cho em xin phép một chút là cái Privy Council này là cơ mật viện của Vương quốc Liên hiệp Anh nha. Ok, thank you Tiến Minh, ok dịch cho mình. Cái này là nó giống như cơ quan bên hoàng gia vậy anh. Đúng rồi, thank you Tiến Minh, mà đấy, chức năng của nó là như toàn tối cao. Ok, bạn Trang bảo em nghĩ không phải bán thì nó chỉ trả lời câu hỏi. Ok, một ý kiến. Bạn nào ý kiến khác không? Bạn Thảo Nhi bảo rằng em nghĩ là chưa, vì đây chỉ là câu hỏi thông tin và câu trả lời. Hỏi thông tin chỉ thế thôi, nhưng một cái hàng hóa. Ok, bạn Minh bảo đấy, một cái nhà đất mình nghĩ là một cái hàng hóa thì đâu. Các bạn thử đặt trong trường hợp một cái hàng hóa thì có cái gì hơn là cái giá. Mà người ta nói rõ đây là cái hàng hóa gì rồi đúng không? Khi mà các bạn hỏi một cái bút hay là một cái áo hay một cái gì đó thì ok, em nghĩ là chưa, đây câu hỏi thông tin không phải là offer acceptance. Ok, các bạn trả lời chưa, và có các bạn nào giải thích lý do tại sao lại chưa, các bạn lại có một số bạn bảo đây là chỉ là hỏi thông tin thôi. Chốt đơn giao dịch được xác lập chưa, giao dịch đã được xác lập chưa, mình không biết. Đấy là câu hỏi là các bạn không, bạn nào có ý kiến gì không? Đấy có sự khác biệt gì đúng như bạn Minh bảo đấy, nếu đây là một cái nhà đất ở đây là một chỉ là một cái bút máy, gọi cái pen mình nhìn cái pen gọi là bút máy, có sự khác biệt gì không? Nếu là một cái bút hay một cái áo thì có cần cái gì khác ngoài cái giá, tại vì ông mua ông chỉ hỏi là cái giá là bao nhiêu thôi. Bạn là kiểu này chỉ xin báo giá được thôi, nhưng mà ông mua ông hỏi rằng là ok tôi muốn ông có bán một cái hàng hóa này hay không. Ok, mình không gọi là cái bút hay nhà đất nữa nhau, mệt. Một hàng hóa này không, giá là bao nhiêu? Ông kia trả lời thì ông ấy trả lời là ok cái giá này 900. Thì có nghĩa là cái câu trả lời đó nó có ngầm hiểu rằng là ông phải đồng ý bán thì ông mới đưa cho người ta giá. Ở đây có sự ngầm hiểu nào không? Vì nếu bán là seller năn nỉ thì bán được là thôi. Đấy thì ok, đấy chả năn nỉ gì cả, đấy cũng chả có sự giao dịch gì thêm cả. Hỏi là anh có bán không và bán thì giá bao nhiêu? Ông kia trả lời là 900. Câu trả lời 900 có được hiểu rằng ok tao ngầm ngầm ý bán, tôi mới trả lời 900, chứ còn nếu mà tôi không đồng ý bán thì tôi trả lời luôn là tôi không bán. Ok, bạn Dư nói rằng là ông mua nói là tôi đồng ý mua chỉ là offer, chừng nào ông bán kêu ok bạn thì mới được gọi là acceptance. Có nghĩa là bạn bạn Dư hoặc là các bạn đang nói rằng ok cái câu đầu tiên thì không phải là offer, câu đầu tiên chỉ là gọi như gọi là báo giá các thứ thôi đúng không? Các bạn trả lời tiếp là vẫn chưa thực sự thể hiện được ý chí rõ ràng mong muốn bán cho bên mua. Ok, có nghĩa rằng là theo như bạn ý kiến của bạn bạn Trang thì bạn Trang nói rằng là hỏi như thế thôi 900 thôi, nhưng mà chúng ta còn bao nhiêu thứ để chúng ta nói chuyện với nhau, chứ còn có phải là hỏi như thế là có nghĩa là phải có nghĩa vụ mua bán đấy đâu đúng không? Áo màu gì, bút loại gì, nhà đất ra sao, xe máy như thế nào, đấy đấy chỉ là một câu đầu tiên trong số một chuỗi các câu hỏi của tôi thôi đúng không? Thì đại ý là bạn Trang nói thế. Đấy là một ý kiến. Bạn Phong thì nói rằng là chưa có sự thể hiện ý chí của cả hai bên trong việc mua bán. Đây chỉ dừng ở giai đoạn thỏa thuận, cung cấp thông tin, chưa chốt deal. Thế một ý kiến. Một ý kiến còn lại, cái ông mà ông muốn mua, ông bảo là còn cái gì mà để tôi phải nói với ông. Tôi đã nói rõ là tôi muốn mua cái xe máy này, hỏi giá bao nhiêu. Ông trả lời là 900 thì thôi thế là mua thôi. Chứ còn khi mà tôi hỏi ông câu đấy là tôi đã phải biết được cái hàng hóa đấy như thế nào rồi. Tôi còn nếu mà tôi cần thêm câu hỏi gì thì tôi đã hỏi, không hỏi gì có nghĩa là tôi phải được quyền mua chứ. Bạn Trang nói tiếp là nhà sản xuất không trả lời về việc giao dịch về cái bút, chỉ trả lời câu hỏi về giá. Ok, đúng không? Một câu hỏi đúng không? Đúng như bạn Trang nói. Trang nói gần đúng như là các thẩm phán ở tòa Privy Council nói thì đấy, còn quá nhiều vấn đề. Đây chỉ hỏi về giá thôi, còn một cái hàng hóa thì có ngoài giá là còn bao nhiêu thứ liên quan đến cái miêu tả cái hàng hóa đấy, đặc tính kỹ thuật, màu sắc, chế độ bảo hành, chế độ bảo hiểm, bao nhiêu thứ. Ok, đấy là một quan điểm. Nhưng mà tại thời điểm 5893 thì nó đúng hay không thì là một quan điểm để tranh luận. Bạn Linh có nói rằng là em nghĩ chưa, vì để cấu thành một đơn hàng giao dịch mua bán hàng hóa thì cần có thêm thông tin về số lượng, thời gian giao hàng, đúng.
giá thì trọng yếu rồi, nhưng nếu không có số lượng thì ví dụ bên mua cần mua 1.000 bút, còn bên bán chỉ bán 100 bút. Ok. Thế thì theo như là Linh nói thì như thế nào thì sẽ là đầy đủ? Như là Linh nói đúng không? Thì bây giờ là một cái hàng hóa, Linh bảo là có quá nhiều thông tin đi kèm. Thế giờ tôi mua một cái bút máy hoặc là một cái áo len thôi chẳng hạn, tôi cũng phải xem tất cả những cái đặc tính kỹ thuật thì mới được gọi là đầy đủ à? Như thế nào là đầy đủ đúng không? Cũng là một cái quan điểm để mà mình tranh luận. Đến Minh nói là ngày xưa em intern bên thẩm định giá, họ ép em phải accept mua đứt luôn thì mới cho biết là bao nhiêu. Đúng rồi, ok, cũng là một quan điểm đúng không? Người mua người bán ông nào thì kỹ tính thì sẽ là như thế. Đây có thể coi là đề nghị ra cái hợp đồng như trong bộ luật dân sự hay không ạ? Bạn trả lời cho mình câu hỏi đấy được không? Cũng lâu lâu mình không đọc lại cái định nghĩa ở đề nghị có cái hợp đồng. Đình chung, dạ theo em, bên mua thể hiện rõ ý định mua và chịu khó và chịu ràng buộc. Đến tê lê cuối cùng thì người bán mới được coi là offer chính thức. Tuy nhiên bên bán chỉ trả lời chứ không thể thể hiện rõ sự chấp nhận tham gia vào giao dịch. Thế theo như bạn Đình Trung cũng như là bạn Hằng Nga chẳng hạn, thì đâu sẽ là cái thời điểm mà gọi là anh Hợp mới nói một số lần là coi như em bé sinh ra đời không thể quay lại được nữa, đâu là thời điểm đấy? Phải biết đến bao nhiêu cái tin nhắn thì mới được gọi là cái thời điểm mà đã có được một cái thỏa thuận. Đấy sẽ là một câu hỏi về mặt pháp lý đúng không? Tất cả những điều mà chúng ta nói chuyện vừa rồi thì là nhiều khi là nó sự nói chuyện có tính chất thương mại đúng không? Hỏi đơn giá là bao nhiêu, đặc tính kỹ thuật là như thế nào, hỏi thêm thế nọ thế kia, màu sắc, số lượng, tất cả những cái thứ đấy là những cái thông tin về mặt thương mại. Nhưng mà rõ ràng về mặt pháp lý, người luật sư hay một người thẩm phán người ta sẽ phải trả lời một câu hỏi về mặt pháp lý là đâu là thời điểm mà ông bán trong cái trường hợp này này phải có nghĩa vụ bán cho ông mua, đâu là thời điểm đấy? Một tin nhắn thì không phải, hai tin nhắn không phải, ba tin nhắn không phải, vậy bốn tin nhắn đã phải chưa? Đâu là thời điểm và đâu là cái bài test, đâu là bài kiểm tra để xác định cái thời điểm đó? Nên nhớ là 1893 là cách đây 130 năm, tại thời điểm đấy thư đi thư lại nhiều khi và tận Jamaica ở đâu đó có nghĩa mất hàng tuần hoặc hàng tháng. Ok, bạn Dư thì có nói rằng là chừng nào ông bán kêu ok bạn, tôi đồng ý bán, sau khi ông mua nói tôi đồng ý mua. Thế mà Dư, anh đã hiểu, nếu mà như thế thì quá rõ ràng. Nhưng mà thụ một hai người nông dân bán hàng với nhau thì liệu rằng người ta có được, người ta có nói được câu đấy không? Hai người nông dân nói bán với nhau về hai tạ thóc chẳng hạn, ví dụ thế, thì liệu người ta có nói ok tôi đồng ý bán, ok tôi đồng ý mua không? Vậy thì cái bài test mà pháp lý nó có nên dựa trên cái wording cụ thể đấy không? Anh biết là nếu mà như thế thì là rõ ràng quá, không có gì phải cãi nhau đúng không? Thế thì quay lại cái trường hợp cái vụ Harvey và Facey này thì cái bản án là cái thời điểm đấy nó rất là ngắn, cái bản 893 nó không dài lắm. Thì đại khái là Privy Council có đưa ra một quan điểm là gì, là ở đây thì đúng là các bên các ông mới chỉ đồng ý nhau về mặt cái giá. Còn có quá nhiều thứ, tất cả những cái thứ còn lại là left open, có nghĩa là chưa được đồng ý với nhau, giống như các bạn đã nói, ví dụ như là số lượng đơn hàng các thứ gì đó, rất nhiều hàng hóa left open. Thế thì có một cái kết luận, như là bài test như thế nào thì dần dần mình sẽ gợi mở đúng không? Chúng ta sẽ cùng gợi mở cùng nhau. Nhưng mà có một cái kết luận khá là quan trọng của Privy Council của tòa trong cái trường hợp này đó là gì? Đó là việc các bạn có một cái câu khẳng định, một cái tin nhắn, một cái thư từ hay là một gì đó về cái giá thôi. Và trong trường hợp này là cái giá trị nhỏ nhất, cái giá nhỏ nhất mà có thể bán được. Thì nó không, cái quan trọng, đây là cái quan trọng, đây là câu hỏi, đây là cái câu kết luận của tính chất pháp lý. Tất cả những cái thứ còn lại là về mặt thương mại. Đó là cái câu đấy, là cái câu đấy, chúng tôi đồng ý bán cái món hàng đấy với giá 900. Thì cái câu đấy là nó không imply, nó không gọi là không có một cái ẩn ý nào đó về cái việc rằng là tôi sẽ bán cho ông cái món hàng đấy. Cho bên bán không bán cho cái nguyên người mua cái món hàng đấy. Dựa trên những cái cuộc trao đổi như thế này. Đấy là cái quan trọng. Tại vì như lúc đầu mình vừa nói rằng cái việc mà trả lời là tôi xin lỗi các bạn là cái giá hàng hóa nhỏ nhất giá 900 ấy, thì nó có mean, nó có nghĩa rằng là ông ấy phải đồng ý bán rồi thì ông mới nói giá hay không, thì tòa nói là không. Ở đây là đơn giản là trả lời cái giá, còn nó không có ẩn ý, nó không, cái câu trả lời của ông đấy là một cái câu trả lời cho cái câu hỏi cụ thể về giá. Còn cái câu trả lời đấy là không phải là một sự biểu hiện về một cái sự đồng ý để bán cái món hàng đấy. Và do đó là trong cái trường hợp như này thì nó chưa có nghĩa vụ bán. Bán nó chưa có một nghĩa vụ bán.
Thì đấy là một cái kết luận quan trọng có tính chất pháp lý. Thì như vậy là chúng ta sẽ xây dựng dần dần, đúng không? Ok, vậy như vậy tòa nói rằng ok, một trong những cái bài test để chúng ta xác định là có một cái offer chưa, hoặc chính xác hơn là để phân biệt giữa một cái offer và một cái invitation to treat là gì, là liệu rằng là nó có được một cái implied contract ở trong đó hay không. Tất nhiên câu có thể wording nó không rõ ràng, nhưng mà cái câu trả lời hoặc là những cái sự câu nói nó có dẫn đến việc rằng là thực ra ông đã có một cái ý định để bán cái món hàng đó hay chưa. Đấy là một cái góc nhìn chúng ta sẽ xây dựng nên một cái bài test. Bạn Phong có nói rằng là nhân vụ việc này em có một câu hỏi, ví dụ tính năng Messenger có thả like comment, ví dụ bên mua trả lời ok tôi muốn mua kèm theo địa chỉ nhận hàng, và bên bán thả thích. Quá hay, thank you Phong rất rất nhiều. Thật sự anh không biết câu trả lời cho cái này là gì ta. Cũng không aware được là tòa tối cao hay High Court Úc hay là Privy Council đã có. Quay lại câu hỏi của Phong, anh nghĩ rằng là cái câu hỏi pháp lý ở đây, đúng không? Bạn ấn like hay bạn ấn love hay bạn ấn gì đó mình không quan trọng. Cái câu hỏi pháp lý ở đây là cái việc các bạn trả lời đó dùng đúng ngôn ngữ của thẩm phán ở trong vụ án này, các thẩm phán ở vụ án này, là hay nói cách khác mình dịch lại câu của thẩm phán thì sẽ là the mere expression of cái gì đó, whatever, like, liếc gì đó. Đối với cái này thì có contain một cái no implied contract to sell at that price hay không? Đấy là một câu hỏi pháp lý, đúng không? Thì đấy là bài test. Và cái bài test đấy sẽ được trả lời là yes or no. Thì một sinh viên luật hay là một luật sư thì hoàn toàn có thể đưa ra ý kiến của mình. Câu trả lời nó chỉ khó đến mức đại khái đến một khía cạnh nào đó thôi. Còn câu trả lời cuối cùng là phải đợi đến khi tòa án người ta trả lời là có hay không. Nó rõ ràng là như vậy. Thế bây giờ cái vụ này cũng hay, mà mình chuyển sang một vụ sau mình nghĩ còn hay hơn cả vụ này. Một vụ rất nổi tiếng, không chỉ vì yếu tố hợp đồng mà còn yếu tố chính trị trong đấy nữa. Tất nhiên mình không bàn yếu tố chính trị. Vụ sau, vụ Gibson và Manchester City Council năm 1979 của House of Lords. House of Lords cũng là tòa tối cao Anh, ngày xưa nó gọi là House of Lords, đến năm 2009 thì nó chuyển thành Supreme Court. Chỉ là cái tên thôi, là có gì cả, các bạn hiểu nó, tòa tối cao Anh. Thì đại khái là bây giờ ông này ông là một cán bộ, gọi theo kiểu nôm na nhà mình thì gọi là công chức nhà nước đó. Thì bây giờ ông đi làm bao nhiêu năm rồi thì bây giờ nhà nước có một cái chính sách gọi là bán nhà ở xã hội đi, mình dùng cái từ đấy nó giống kiểu Việt Nam đi cho nó vui đi, bán nhà ở xã hội, nhà ở ưu đãi đại khái thế cho ông ấy. Thì đại khái rằng là bây giờ cơ quan nhà nước mới đưa cho ông ấy một cái form để đăng ký mua nhà. Trong form đấy thì nó có giá nhà này, rồi có các điều khoản liên quan đến việc vay thế chấp, rồi đại khái tất cả những cái điều khoản liên quan đến việc mua nhà. Các bạn gỡ zoom nó có đầy đủ một cái form của cơ quan nhà nước người ta ban hành ra, đúng không? Thế thì đấy xảy ra vào năm 1971. Thế thì đấy, cái giá của nó là 2.180 bảng, thì đó freehold, có nghĩa là bán đất, bán căn nhà đấy cho bạn, đại khái đấy, hiểu như thế. Thế thì cũng có đầy đủ những cái thông tin liên quan đến việc vay tiền thế chấp mortgage. Trong đấy cũng nói luôn là một câu rất là rõ ràng, cơ quan nhà nước nó chắc lắm, là cái thư này sẽ không được coi như là một cái firm offer của một cái mortgage. Còn nếu mà bạn muốn make một cái formal application để mua cái nhà này đối với cả cái cơ quan nhà nước đấy, thì bạn phải điền một cái form đại khai đấy. Cơ quan nhà nước thì bao giờ người ta có form mà, tất cả mọi thứ là form. Thì bác này thì bác Gibson này thì bác ấy cũng đơn giản thôi, ông giáo làm một cơ quan nhà nước thì đơn giản, người ta bảo gì thì làm đấy, điền form thì điền form. Form đấy ghi là tôi chấp nhận mua với cả giá như này, đại khái như này, giá điều khoản như này, tất cả đầy đủ hết. Gửi lại cái form đấy cho cơ quan nhà nước vào tháng 3 năm 1971. Thời điểm đấy thì là chính phủ Anh là chính phủ của Đảng Lao động. Rất tiếc vào tháng 5 năm 1971 là sau một kỳ bầu cử thì chính phủ Đảng Lao động bị thua. Chính phủ Đảng Bảo thủ lên. Chính phủ Đảng Bảo thủ lên bảo bọn này cũng là vớ vẩn, nhà xã hội cái thứ thiệt hại cho nhà nước. Tao dừng cái chính sách bán nhà ở tính chất ưu đãi này, không bán nữa. Ông Gibson ông mình ngớ người ra, ông bảo bây giờ mệt thế, đi làm phấn đấu cả đời mới có thể đủ tiền mua được một căn nhà do nhà nước ưu đãi, nhà ở xã hội. Mình điền hết form, hết các thứ, tất cả mọi thứ rồi. Tự nhiên tưởng sắp có nhà đến nơi rồi, thay đổi chính phủ, bây giờ nó bảo nó không bán nữa. Tức quá, kiện. Yêu cầu là cái cơ quan đấy phải, hội đồng thành phố Manchester đấy phải bán cái nhà đấy cho ông ấy, với tất cả những cái điều khoản mà đã ký tên, ký tá ở trong cái thư, ở trong cái mẫu. Thì
để kiện cãi nhau. Ok, các bạn nghĩ sao? Đặt trong trường hợp của các bạn ấy, bạn có điên tiết không? Không khác gì vụ thế giới di động chúng ta nói chuyện lúc trước đây đúng không? Không còn cái gì có thể trả lời được. Hỏi là cái wording có rõ ràng không? Wording rõ ràng đấy, định giá đây, nhà đây, điều khoản liên quan đến việc gọi là mortgage các thứ đây, vay tiền đây, đầy đủ hết rồi. À, thiếu cái gì? Đây là cái form của cơ quan nhà nước người ta ban hành ra cơ mà. Nghĩ sao? Bức xúc quá. Khi mình đọc case thì mình cảm thấy cực kỳ là bức xúc. Không thể hiểu tại sao lại như thế. Bức xúc. Hoàn toàn bức xúc mặt con người đâu. Chưa nói chuyện luật nhất gì cả. Bạn nghĩ là hội đồng thành phố có nghĩa vụ phải bán cái nhà cho ông Gibson không? Thêm một cái fact nữa là kiện cấp sơ thẩm, cấp phúc thẩm đều nói rằng là phải bán. Nhưng mà tên tòa tối cao thì bảo không. Bạn cảm thấy có tức tòa tối cao có một vụ sai mách nhè. Bạn cảm giác như nào? Còn gì rõ ràng hơn cũng cả một cái form do một cái cơ quan hội đồng thành phố người ta ban hành ra. Ký tá đầy đủ, đồng dấu đóng viết tất cả các thứ rồi. Bây giờ lại thay đổi. Bạn nào có ý kiến không? Tại sao các thẩm phán ở tòa sơ cẩm, bản thân tòa phúc thẩm, có nghĩa là Court of Appeal của anh, tòa phúc thẩm cực kỳ là có danh tiếng rồi. Người ta nói phải bán, mà đến tòa tối cao người ta bảo là không. Đâu là cái đâu, nếu mà các bạn là cái bên không đồng ý việc bán đi thì các bạn sẽ argue như thế nào? Các bạn nào có một cách argue gì có thể chia sẻ được không? Không ý kiến gì, tất cả mình không, nếu mà mình không hỏi là ai có ý kiến thì mình sẽ hỏi rằng là có bạn nào ủng hộ việc phải bán căn nhà này cho ông Gibson hay không, thì các bạn có thể giơ tay được không? Ai nghĩ rằng là bắt buộc phải bán? Ai nghĩ rằng ai đồng ý với quan điểm của tòa sơ thẩm và phúc thẩm? Và ai nghĩ rằng là phán quyết cuối cùng của tòa tối cao là sai? Bạn có thể giơ tay được không? Bạn Thu Hà nói rằng em nghĩ là apply to buy. Apply to buy thì sao hả bạn? Bạn có thể đưa ra argument được không? Các bạn nào vừa giơ tay lại hạ tay rồi. Biết. Các bạn nào ý kiến ạ? À? Như vậy là mình hiểu rằng các bạn đều ủng hộ ông Gibson trong việc rằng là sẽ phải hội đồng buộc hội đồng thành phố Manchester để phải bán cái căn nhà đấy cho ông Gibson. Offer có rồi, acceptance rồi, đầy đủ rồi, the point of no return rồi, em bé sinh ra rồi, không thể nào mà bỏ đi được nữa. Thế thì cái vụ này tại sao nó nổi tiếng? Nó nổi tiếng vì cái sách. Có thể nói được mua nhà là một quyền lợi hay không? Anh không biết là có quyền lợi hay không Tùng, anh cũng không rõ là cái policy là gì. Có thể là chỉ là dành cho cơ quan nhà nước, cho cái cán bộ của cái cơ quan ấy thôi. Người có quyền bán là hội đồng thành phố Manchester. Đây là cái nhà gọi như là nhà công vụ của nhà mình ấy, gọi là thế. Gọi thế cho nó đơn giản. Họ đi làm bao nhiêu năm đấy thì họ sẽ được quyền mua một căn nhà. Ý là thế. Em hỏi chút, hơi giống hợp đồng mẫu. Ở đây không có hợp đồng mẫu gì Tiến Minh ạ. Thì đơn giản rằng là họ gửi một cái form cho nhân viên, họ bảo là đây, cơ quan đang có ý định bán căn nhà này giá như sau, điều khoản như thế này, anh có đồng ý mua không? Trả lời là khó. Bạn Thu Hà lại thích thêm, apply to buy the house, vẫn chưa có response bằng các điều kiện chọn bán như thế nào, nên em nghĩ quyết định là đúng. Cứ zoom là giả lấy đây, đầy đủ hết rồi, form nhà nước, tất cả điều khoản, trong cái fact của này là tất cả điều khoản có hết rồi, chả có gì được không, ngoại trừ có một câu, cái câu kìa, the letter đâu nhỉ? This letter should not be regarded as a firm offer of a mortgage. Ai đấy, có mấy cái câu gì đấy. Thay đổi về đảng lãnh đạo thì có được coi là quyền thay đổi chủ đề kiếm được không? Mình không biết, mình ạ. Đơn giản là thay đổi về đảng lãnh đạo hay là thay đổi về giám đốc công ty, nó là như nhau thôi. Nếu mà đây là một công ty chẳng hạn, thì họ có quyền thay đổi hay không? Không biết. Em nghĩ rằng là em nghĩ ở đây phải bán, vì ở đây em thấy going, đúng rồi, công ty đổi chủ, giám đốc thì phải tiếp tục các giao dịch cũ, các đối tác. Em quan điểm theo bạn đâu là bài test, lại quay lại, ok, bỏ qua tất cả những cái suy nghĩ trao đổi về mặt commercial, đâu sẽ là bài test? Tại sao người thẩm phán sẽ trả lời là có hay không có việc bán? Bạn Thành Linh, vấn đề chính trong trường hợp này là nội dung thư này không phải là offer. Nó có hiệu lực hay không, tức là tòa có công nhận nội dung của thư đó hay không, và căn cứ vào bản chất của letter là một offer. Như trong trường hợp này thì tòa sơ thẩm và tòa phúc thẩm có lẽ căn cứ vào bản chất của thư này
là một offer và nguyên đơn đã accept. Ngược lại, tòa tối cao cho rằng letter không phải là offer thì chỉ là một invitation to treat. Còn trả lời của nguyên đơn thì đó mới là offer. Do đó, để một hợp đồng được xác lập thì phải có acceptance từ Manchester City Council. Thank you bạn Thành Linh. À, mình rất thích câu trả lời của bạn. Thì ý theo ý của bạn Thành Linh, mình tóm tắt lại và cả Dương ở đằng sau nữa. Ở đây, chúng ta phải hiểu là first là tòa và sơ thẩm và tòa có là có of appeal như bạn Linh nói, là phải nhìn tổng thể của việc này. Rõ ràng là trong cái tổng thể của việc này thì là hội đồng thành phố họ có ý định bán rồi, hỏi có ý định chưa, có ý định. Tại vì bán này là không phải là bán rộng rãi, bán chỉ bán cho nhân viên của họ thôi. Thư từ ký hết, điều khoản đã có, giá cả có rồi, đầy đủ rồi. Thì mình nhìn phải nhìn vào tổng thể của vụ án này, của vụ việc này. Tất cả những thư từ trao đi đổi lại như thế. Và rõ ràng nếu mà như vậy thì ở đây phải có nghĩa vụ rồi. Nó là thế. Đừng nói nhiều. Và mình xin tiếp tục qua bạn là ngồi ở tòa phúc thẩm trong trường hợp này là Lord Denning, một người mình nghĩ rất là nổi tiếng. Lord Denning tại thời điểm đó the master of the rule, coi như là vị thẩm phán mà có thứ tự cao thứ hai trong hệ thống thẩm phán ở Anh. Thì Lord Denning bảo thế. Các ông buồn cười, rõ ràng là thư từ trao đi đổi lại cơ quan nhà nước, nói như thế rồi phải giữ lời chứ. Thư các ông gửi đi các thứ này còn vút đinh các thứ thì là tôi không nói chuyện vút đinh. Rõ ràng ở đây tôi đang xác định được cái intention của các bên. Intention có rồi thì là phải bán. Cho nên là tôi yêu cầu là phải bán. Nhưng mà đấy cũng là một cái câu chuyện. Câu hỏi tiếp theo là cái lần trước, cái case lần trước, cái case Harvey và Facey, bọn mình đã trả lời, bọn mình đã nói chuyện với nhau ấy. Thì bọn mình đã đồng ý với nhau ở một cái điểm, một cái góc độ liên quan đến cái bài test để phân biệt offer và invitation to treat ở một cái điểm là chúng ta phải nhìn vào cái wording của câu trả lời đấy, đúng không? Đúng như là bạn Thành Linh nói ở cái ý, cũng có một cái ý. Chúng ta phải nhìn vào cái wording đấy. Như cái lần trước ấy, thì cái việc mà trả lời bao nhiêu tin nhắn thư từ cho nhau không quan trọng. Quan trọng là cái tin nhắn ấy nói cái gì. Thì có nghĩa là đấy là một phải là một cái bài kiểm tra có tính chất rất là kỹ thuật. Xem là cái tờ giấy đấy, cái tin nhắn đấy, nội dung nó là gì. Nó có phải là một offer hay không? Hay là nó phải là một invitation to treat? Còn cái bối cảnh của cái việc gửi cái thư đấy, của tin nhắn đấy thì là đọc cho nó vui thôi, cho nó biết thôi, để xác định được ý định và xác định được tình huống của việc thôi. Còn cái bài legal test ấy, là nó phải phụ thuộc vào cái wording của cái tin nhắn đấy. Thì đấy là một quan điểm nghe có vẻ là hơi chặt chẽ nhỉ. Mình cứ đi bây giờ cứ phải đi bới lông tìm vết xem là câu chữ của ông luật sư viết như nào, hợp đồng dài không, hàng trăm trang cứ phải đi tìm câu chữ của ông luật sư viết như nào, rất là mệt. Thì các bạn nghĩ sao? Cũng là nhiều quan điểm, nhiều người thì đồng ý với cả Lord Denning. Các nữa chắc anh Hợp sẽ chia sẻ tại sao anh Hợp có thể đồng ý hoặc là có thể không đồng ý với Lord Denning. Nhiều người thì bảo giống như mình thì mình bảo Lord Denning thì một thẩm phán cực kỳ là tuyệt vời. Đọc những cái phán quyết của Lord Denning cảm giác là bắt gan bắt dạ như thế. Thật tuyệt vời. Công lý đã được thực thi, hội đồng thành phố phải bán nhà cho Gibson. Tuy nhiên ấy, lên đến tòa tối cao thì là những thẩm phán của tòa tối cao thì đặc biệt là có một người mình rất là hâm mộ, ngưỡng mộ đúng hơn là Lord Diplock. Thẩm phán Diplock. Tất cả những cái thứ mà mình bôi đen bôi đỏ và mình thành dấu đậm đều là những cái ghi chú do mình làm ra chứ không phải là cái ở trong bản án ấy. Thì Lord Diplock có tóm tắt cái vụ việc này như này, đúng như là bạn Thành Linh đã tóm tắt. Thành Linh đã tóm tắt. Thì trong cái vụ việc này là cái việc mà tranh cãi giữa hai cái luồng quan điểm về cái việc rằng là thế nào là một cái offer và thế nào là cái invitation to treat. Thì tại cái thời điểm năm 1971, bảy mấy đó đại khái, thập kỷ 70 đó, có nghĩa là sau chiến tranh thế giới thứ hai, thì Lord Denning là người đi đầu trong cái việc rằng là làm cho luật nó đơn giản, nó dễ hiểu đi. Các ông không phải xoay nhiều câu chữ. Lord Denning bảo ok, để có thể xác định được có phải là offer hay không ấy, thì Lord Denning nói rằng này, chúng ta phải nhìn vào tất cả những cái correspondence như là một cái tổng thể và hành vi của các bên để chúng ta sẽ có thể xác định, thì nó có một cái typo, để chúng ta có thể xác định xem rằng là liệu các bên đấy đã có một cái thỏa thuận và cái thỏa thuận đấy là material hay chưa, bán hay chưa. Thì đấy là ý tưởng của Lord Denning. Còn câu chữ thì nó là một phần, nó chỉ là một phần liên quan đến evidence thôi. Câu chữ nó chỉ là một phần thôi.
ngoài câu chữ ra chúng ta phải nhìn thêm cái bối cảnh nữa. Đọc tất cả tin nhắn từ tin nhắn đầu đến tin nhắn cuối, đọc tất cả thư từ từ thư từ đầu đến thư từ cuối, ý tưởng của Lord Denning đấy. Còn nếu mà đọc xong tất cả các thứ mà tôi đã xác định được là các ông thực tế là đã có được một cái thỏa thuận, một cái ý định mua bán với nhau rồi, thì tôi sẽ enforce cái ý định đấy của các ông. Thì đấy là quan điểm của Lord Denning. Thì quan điểm này của Lord Denning tại thời điểm đó thì nó đi ngược lại với cả một cái quan điểm conventional approach tại thời điểm đó, quan điểm chặt chẽ hơn và tính chất pháp lý hơn. Là gì? Là Lord Diplock có giải thích rằng là không, đấy Lord, quan điểm của Lord Denning thì nó không thuyết phục. Cái quan điểm thuyết phục thì phải nhìn vào cái câu chữ, phải nhìn vào cái câu chữ của cái tin nhắn đấy, của thư từ đấy để mà xác định, chứ không phải là nhìn vào tất cả những bối cảnh của nó. Thì là nhiệm vụ của người thẩm phán đọc cái bối cảnh đấy để biết được rằng là cái vụ việc đấy như thế nào. Nhưng mà khi mà trả lời được một cái câu hỏi có tính chất pháp lý, thế nào là một offer và thế nào là một cái acceptance ấy, thì chúng ta, đấy là một câu hỏi pháp lý và chúng ta chỉ tập trung vào cái vấn đề pháp lý. Là cái ngôn ngữ này, cái thư từ này, cái tin nhắn này, nó có phải là một cái offer hay không? Thì Lord Diplock thận trọng hơn rất nhiều với cả cái quan điểm và mở rộng cái phạm vi của người thẩm phán của Lord Denning. Thì Lord Diplock, câu kết luận, mình rất thích cái câu kết luận mà như mình đã bôi đen để các bạn có thể đọc, là đây là một trường hợp khó, đây là một vụ rất là điển hình, vụ khó, hard cases. Thì trong những cái vụ khó như này thì thông thường nhiều thẩm phán và nhiều luật sư sẽ mong muốn rằng là bản thân tòa án sẽ là một bên thực thi công lý ở một cái cách rằng gì rõ ràng. Cái trường hợp như này, ông đi làm bao nhiêu năm cho cơ quan nhà nước rồi được mua được một căn nhà chỉ vì mấy thằng bầu cử nó tẩn nhau ở đâu đó, mà cuối cùng bác ấy cũng mua được căn nhà trong khi giấy tờ đầy đủ có rồi, hỏi hội đồng thành phố là có ý định bán hay không, bảo là có ý định bán chứ không phải là không, mà cuối cùng lại không được bán. Thì cảm giác vô lý quá, bức xúc quá. Nhưng mà không, Lottie Block bảo ok, tôi hiểu tất cả những cái điều đấy, bản thân tôi cũng cảm giác rất là khó khăn trong cái việc rằng là đưa ra cái quyết định của mình. Tuy nhiên tôi là một người thẩm phán, và một người thẩm phán hay một người luật sư ấy, các bạn phải tập trung vào một cái câu hỏi pháp lý, và tôi đang ở vào một cái vị trí mà tôi đang đưa ra một cái bài test về mặt pháp lý để cho tất cả những cái vụ việc sau này nó phải dựa vào. Và như vậy là tôi phải bỏ qua tất cả những cái cảm xúc của tôi mà không phải là pháp lý, để tôi đọc vụ việc, tôi xác định vụ việc, tính chất vụ việc, và tôi xác định cái nguyên lý pháp lý nó áp dụng là như thế nào. Thì đây là một cái vụ việc rất là hay, và cái vụ việc này là cũng dẫn đến một cái bài test là gì, là khi mà các bạn xác định thế nào là một cái offer hay là thế nào là một cái invitation to treat, thì các bạn phải xác định vào cái câu chữ chi tiết cụ thể của cái tin nhắn đó, của cái thư từ đó, của cái văn bản đó, của cái lời nói đó, đôi khi nó lời nói, để các bạn xác định, chứ không phải là căn cứ xác định vào cả cái bối cảnh của vụ việc đó. Đúng hay sai miễn bàn, nhiều bạn sẽ ủng hộ Lord Denning, mình ủng hộ Lord Diplock, có nhiều người thì đã có một quan điểm khác như thế nào đó, thì tùy, thì mỗi người có một cái quan điểm. Nhưng mà cái luật tại thời điểm hiện tại thì là gì, các bạn phải nhìn vào cái bối cảnh, xin lỗi biết đã nói nhầm, quan trọng nhất thì nói nhầm, nhìn vào cái câu chữ của cái tin nhắn hay của cái hợp đồng đó. Thì đấy là một vụ việc rất là hay đúng không? Mình nghĩ rằng là vụ việc rất là hay, mình nghĩ rằng là cái này nó cũng xảy ra hàng ngày ở Việt Nam, nhưng mà thay đổi nó là chuyện bình thường, công ty nó cũng thay đổi. Mời Dư. Dạ anh Hiếu, ở cho em hỏi lại tí xíu là hai cái quan của Lock Deadlock và là Lock cái gì Denning gì đó, thì anh vừa đấy, thì để mà đưa ra hai cái quan điểm đấy thì hai vị thẩm phán đấy có giải thích cái lý do thêm gì không không? Thì đấy, cái case này, thank you câu hỏi của Dư, rất là thú vị. Nếu mà Dư tìm kiếm mà đọc cả cái này thì Dư sẽ thấy rằng là cái mà các vị thẩm phán ở đây người ta tìm kiếm ấy, cái sự khác biệt giữa quan điểm của thẩm phán Diplock và khác biệt của phần thẩm phán Denning ấy, là thẩm phán Diplock là họ là ông ý đọc rất rất nhiều các bản án từ trước đến giờ, tại vì là ở Anh nó là case law mà common law, nó phải dựa trên những cái phán quyết đã có ở tòa án, và ông đọc tất cả những cái phán quyết, ông nói rằng ok, lịch sử từ trước đến nay khi mà chúng ta cân nhắc một cái có phải là một cái offer hay là một cái invitation to treat hay không, chúng ta phải nhìn vào câu chữ. 300 năm nay, 400 năm nay, 500 năm nay ở cái đất nước như thế rồi. Chỉ còn nhìn vào câu chữ, đấy là một điểm rất quan trọng. Còn thẩm phán Denning thì ông cũng thừa nhận điểm đấy, ông bảo ok,
tôi hiểu rằng là phải 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 dựa vào những cái phán quyết đã có. Tuy nhiên rằng là như anh đã giải thích ý, là thẩm phán Denning tại thời điểm đó là dẫn đầu một cái xu hướng mà nó thậm chí là nó còn có tác dụng đến tận bây giờ, là dẫn đầu một cái xu hướng rằng là nếu mà các ông cứ nhìn vào những cái phán quyết từ cách đây 400 năm, 500 năm ý, thì nhiều lúc là luật nó rất là cứng nhắc, luật nó cứng nhắc lắm. Như vậy là việc thẩm phán là phải đi, nhiều khi phải đi ra khỏi cái biên giới của cái quy tắc pháp lý để cân nhắc thế nào là justice và làm những cái công việc của mình để làm cho thực hiện cái justice. Thì đấy là quan điểm thôi. Thì cái bài test ở trong cái case Gibson này chỉ chính là nó tập trung vào cái điểm này thôi, là chúng ta phải cân nhắc cái wording hay là chúng ta phải cân nhắc cả cái bối cảnh. Biết là anh, nếu anh Hợp có trên này, anh Hợp có chia sẻ gì thêm về cái điểm này không? Tại vì là ngày xưa anh Hợp cũng học rất nhiều về thẩm phán Denning. Nếu không anh bận, anh Hợp chắc là anh Hợp bận. Ok, chắc anh Hợp hơi bận thì đấy là hai cái vụ việc điển hình trong cái việc xác định giữa một cái offer, một cái invitation to trip. Thì ở chỗ này mình chỉ muốn nói thêm các bạn một điều rằng là có rất nhiều những trường hợp mà trong common law nó gọi là một cái hard cases, những cái vụ việc khó, gọi là tiếng Việt mình cho đơn giản. Thì cái vụ việc khó thì nó luôn luôn có hai câu hỏi: luật là gì và luật nên là gì, what the law is, what the law should be. Mình rất thích hai cái câu hỏi này. Thì nhiệm vụ của người luật sư, nhiệm vụ của người thẩm phán theo mình và theo thẩm phán Deep Lock và theo rất nhiều những thẩm phán có trường phái hơi bảo thủ là chỉ xác định luật là gì thôi. What the law is, nhiệm vụ duy nhất của tôi là đi xác định luật là gì. Tôi không phải là ai mà tôi xác định luật nên là gì. Cái việc xác định luật nó nên là gì là cái câu hỏi dành cho cơ quan lập pháp, dành cho những người nghiên cứu, dành cho những người nghiên cứu chính sách, dành cho những người nghiên cứu đạo đức, tất cả những thứ đấy. Còn việc của người thẩm phán là xác định đâu là luật và tôi áp dụng luật là như thế nào, chấm hết. Còn cái vì cái luật nó như thế mà dẫn đến những cái việc không hợp lý trong xã hội thì ông thích thì ông quốc hội đi thay đổi luật đi. Đấy là việc chia sẻ quyền lực ở trong một cái bộ máy nhà nước là như thế. Và nhiệm vụ của người luật sư cũng chỉ đơn giản là như vậy. Ông xác định luật là gì, ông tư vấn cho khách hàng, ok, trường hợp nó như thế này, giống như mình nói lúc đầu của buổi hôm nay, issue nó như thế này, vấn đề như thế này, luật nó như thế này, và tôi áp dụng nó như thế này, thì tôi ra được cái kết luận nó như thế này. Đấy là cái việc mà, đấy chính là cái legal reasoning. Nhiều bạn hỏi reasoning là gì, reasoning chỉ là thế thôi, đơn giản như vậy thôi. Cái khó là xác định đâu là luật, what the law is là một câu hỏi khó, nhưng mà mình chỉ nên tập trung vào việc là luật là gì thôi, nên xác định luật nên là gì. Thế anyway, chỉ là thêm một cái slide ngắn về cái này dẫn từ cái vụ việc của Gibson. Đơn giản vậy thôi. Đấy, mình chỉ có hai cái case. Mình nghĩ rằng là nó xuất phát trong cái bối cảnh cũng như vậy. Để mình cùng nhìn nhận. Thì các bạn có câu hỏi gì không? Hoặc là các bạn nghĩ rằng là cái buổi của chúng mình nên phát triển hoặc là nên thảo luận theo cách cách thức hay là theo chiều hướng như thế nào thì các bạn cứ nói lại với mình. Bất cứ câu hỏi gì, bất cứ cái ý kiến đóng góp gì thì mình đều rất mong. Tại vì cái buổi này mình đã nói không phải là một cái buổi giảng gì cả, nó chỉ là một cái buổi mà mình và các bạn nói chuyện cùng với nhau. Và đôi khi là mình, cái nhiệm vụ của mình và cái việc của mình cũng chỉ là đưa thêm những cái tài liệu để các bạn, từ đó các bạn có những cái cơ sở để các bạn nghiên cứu thêm, tìm hiểu thêm thôi, trao đổi thêm cùng với cả mọi người thôi. Chứ cũng không dạy dỗ gì ở đây cả. Thì buổi tiếp theo thì mình sẽ nói thêm về quảng cáo hàng hóa liên quan đến việc đấu giá. Em thank you câu hỏi của anh Lý. Nhưng có nhiều ý kiến cho rằng trong common law các thẩm phán cũng quyền làm luật. Hiếu cho biết ý kiến về câu hỏi này. Em cảm ơn anh rất nhiều. Em nghĩ rằng là đúng là ngay thời điểm bây giờ thì cũng còn rất nhiều quan điểm là vai trò của người thẩm phán, ít nhất ở trong hệ thống thông luật, trong hệ thống common law nó là như thế nào. Thì cá nhân em, đây là ý kiến của rất cá nhân em thôi, em nghĩ rằng là thẩm phán không phải là người làm luật. Thẩm phán ở trong common law chỉ là người ta dùng là declare cái luật đó ra. Tại vì phải nói một chút về cái lịch sử của common law, nếu mà nói về lịch sử thì em nghĩ rằng nó sẽ hiểu hơn cho cái bối cảnh này. Có nghĩa là nước Anh trước năm 1000 ấy, là cái thời mà vua Lý Quang Uẩn nhà mình rời đô từ Đại La ra Thăng Long hay gì đó, từ Hoa Lư ra Thăng Long ấy, Đại La. Thì tại cái thời điểm đấy thì nước Anh là một nước chưa có gì phát triển, rừng núi, các bộ lạc đánh chiến nhau suốt ngày. Thì có một ông vua William kẻ chinh phục, tức là
mọi người đọc lịch sử đấy, ông vua đấy là người Pháp, thế mới đau. Ông vua là người Pháp, ông vượt biển, ông sang nước Anh và ông đánh chiếm toàn bộ nước Anh, ông trở thành, ông xưng là vua. Nhưng mà ông vua này có, em nghĩ rằng là có một cái quyết định có tính chất lịch sử và một trong những quyết định cá nhân em nghĩ rằng là quan trọng nhất trong lịch sử thế giới. Ông ấy nghĩ rằng là ok, tôi là người Pháp, tôi đến nước Anh và tôi làm vua ấy. Tôi không thể mà tôi ban hành luật của tôi ra và tôi bắt buộc tất cả những người dân trên cái đảo Anh Quốc đấy phải theo. Đấy là một quyết định cực kỳ thông minh và cực kỳ tân tiến. Thế ông mới họp tất cả những cái quý tộc ở cái mảnh cái đảo Anh đấy lại, tất cả các lót, các quý tộc. Ông bảo rằng là ok, bây giờ tôi sẽ bổ nhiệm các ông là thẩm phán. Và nhiệm vụ của các ông là các ông bảo tôi luật của các ông là gì. Trong lĩnh vực thương mại, các ông ra chợ đi, các ông tìm hiểu đi xem là bây ở đây, ở cái đất nước này thì người ta làm ăn với nhau như thế nào, phong tục tập quán của người ta ra sao. Các ông bảo nó là gì thì tôi sẽ công nhận đấy là luật. Đấy chính là common. Common là gì? Luật là thông luật, những cái thứ rất là thông thường trong cuộc sống. Luật đi từ dưới lên. Chứ ông này ông William kẻ chinh phục này, ông không làm từ luật đi từ trên xuống, là ông không ban hành ra luật, ông bắt mọi người làm theo. Tại vì ông biết rằng nếu mà ông làm như thế thì cái đất nước Anh này, cái đảo Anh này không bao giờ nó tuân theo cái luật của ông ấy cả. Hiềm khích giữa hai bên nó là lịch sử. Quyết định rất thông minh của ông là như thế. Là common law bảo các vị thẩm phán, các ông cứ đi tìm luật đi. Các ông đi tìm xong các ông bảo đâu là luật, tôi sẽ chấp nhận đấy là luật và tôi sẽ follow. Thế thì đấy chính là cái bản chất của common law. Cho nên cái thẩm phán của common law là người ta chỉ đi làm một việc hết sức là đơn giản, là người ta đi tìm luật. Nhưng mà người ta tìm luật xong thì người ta declare, người ta bảo đây là luật, declare the law. Chứ người ta không làm ra luật. Không phải người ta ngồi một chỗ và người ta nghĩ ra luật, người ta làm. Ngồi một chỗ đi và nghĩ ra luật thì người ta làm. Theo em là nó là một cái thuật ngữ trong học thuật gọi là top down reasoning. Thì thẩm phán ở common law người ta không làm như vậy. Và người ta chỉ đơn giản là người ta đi tìm luật thôi. Và em nghĩ rằng là đấy là nhiệm vụ của thẩm phán common law. Thẩm phán common law không nên làm luật, tại vì nếu mà làm luật nó đi ngược lại với cả lịch sử nước Anh, đi ngược lại cái truyền thống của common law, và nó đi ngược lại cái lý thuyết về nhà nước và lý thuyết về phân chia quyền lực ở trong một cái hệ thống common law. Tất nhiên rằng là như em đã nói thì kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai ấy, thì cái luồng tư tưởng cấp tiến là nó phát triển rất mạnh, đặc biệt ở Mỹ. Nó lây sang Anh, ở thẩm phán Denning là người dẫn đầu, và cuối cùng nó lây sang Úc, thẩm phán Kirby là người dẫn đầu trường phái đấy. Là vai trò của thẩm phán, judicial activism, không chỉ dừng lại ở việc declare cái luật đấy, mà vai trò của thẩm phán là những con làm luật. Ông thẩm phán mà thấy chỗ nào nó chưa hợp lý thì ông thẩm phán phải chỉnh luật. Đấy là một quan điểm, đúng hay sai tùy người. Nhưng mà em thì em không đồng ý lắm với quan điểm đấy. Thì đấy là quan điểm của em. Em cảm ơn anh Lý rất nhiều. À, cảm ơn bạn Thảo. Mình đồng ý với Thảo thôi. Cảm ơn Tiến Minh với phản án. Có bạn Dương nói rằng là em thắc mắc một chút về mặt fact. Em hiểu là trước khi ông Gibson hoàn thành được deal thì counsel có thể đã hoàn thành việc bán cho người mua theo một thủ tục tương tự rồi. Do trong tóm tắt em thấy có câu tháng 5 gì đó. Ok. Vậy không biết tòa có xem xét thêm cả fact. Xem xét thêm cả fact căn cứ vào các deal mà counsel đã thực hiện xong hay không ạ? Ví dụ với các deal đã xong thì sau khi bên mua điền form xong thì các bên có cần thêm các bước khác để offer upset mình không? Mình thank you câu hỏi của bạn Dương, cái thú vị, cái nhìn nhận thú vị. Mình theo như trí nhớ của mình khi đọc cái case này thì mình không thấy nói gì đến các case khác nó như thế nào. Dương ạ, mình không thấy nói gì nên mình cũng không biết là trả lời như nào, nhưng mà đấy, và ở trong cái trường hợp này thì người ta đồng ý rằng là các điều khoản thì nó cũng đầy đủ rồi. Chỉ có điều rằng là tôi xem câu chữ cuối cùng của nó thì nó phải là một offer hay chưa, nó cũng đã phải có một cái obligation để bán hay chưa, thì câu trả lời của tòa là chưa. Wording của cái điểm này nó khá là rõ. Còn các vụ việc khác như nào thì mình không biết. Anh kêu câu hỏi của Dương, để hôm nào nếu mà Dương cần thì Dương email lại cho mình thì mình sẽ gửi cho Dương cái bản án cái full judgment, hoặc là hình như bạn Tiến Minh có gửi ấy, tại vì rằng là những cái bản án, đặc biệt là những cái bản án của đơn vị mà làm reporting thì mình không được quyền circulate ở trên này, mình chỉ có thể tự đọc và trích dẫn một số đoạn thôi, nó liên quan một chút đến bản quyền. Ok, thì đấy, mình chỉ nghĩ rằng là mình nói chuyện với mọi người một cách vui vẻ như thế thôi. Mỗi buổi nó sẽ kiểu như này, đại khái thế. Mình rất hy vọng là các bạn cũng sẽ cùng trao đổi với mình thêm, hoặc là đưa ra thêm những cái quan điểm đồng ý không đồng ý. Ở chỗ này là cái diễn đàn mở,
hoàn toàn các bạn có thể bảo rằng là tòa tối cao Anh phán quyết chả ra đâu ở đâu cả. Gibson như thế rồi, ông làm việc bao nhiêu năm cho chính phủ rồi cuối cùng thay đổi lại không được bán, thì các bạn cứ đưa ý kiến thôi. Mình hoan nghênh tất cả các ý kiến của các bạn. Mình mời Tiến Minh. Dạ thưa anh, thì em chỉ chia sẻ ngắn gọn thôi là nếu mà thực sự mà xảy ra những cái vụ việc như ở Gibson như vậy á, thì thường viện kiểm sát họ sẽ có một cái gọi là thông báo về việc gọi là nhắc nhở cho chấn chỉnh trong việc xét xử các cái vụ án dân sự. Thì ở bên em không biết là ở bên nước Anh họ có những cái việc như vậy không, ví dụ như là có áp dụng sai luật hoặc là có cái gọi là lập luận sai hoặc là có cái gì đó hay không ạ? Thank you câu hỏi của Tiến Minh. Mình biết ở Việt Nam thì vai trò của viện kiểm sát cũng tham dự vào các dự án dân sự, còn ở bên Anh thì không hề có việc đấy. Tòa sơ thẩm, tòa phúc thẩm và tòa tối cao, một khi tòa tối cao đã nói rõ ra thì đấy là luật, còn đúng hay sai thì là việc mà các ông học thuật, các ông tranh luận với nhau cho đến lúc mà tòa tối cao người ta chỉnh sửa vụ việc đấy thì đấy là luật. Còn ai biết được nói đúng hay sai, ai bảo rằng là ý kiến của một ông nào đó ở viện kiểm sát lại là đúng thì hoàn toàn đấy là một cái đấy, mình nghĩ rằng là cũng là một cái quan điểm thôi, tùy cái hệ thống, cái cách thức hoạt động của tòa án như thế nào thì mình không bình luận là như nào thì hay hơn như thế nào. Nhưng mà mình nghĩ là at the end of the day, cuối cùng thôi, đồng xu thì làm chả có hai mặt, argument nào thì chả có argument against và argument for, đúng không? Cho nên là phải có một người nào đó cuối cùng phải nói rằng là đúng hay sai. Đúng cái đó anh, người ta em nói lộn là thông báo rút kinh nghiệm anh, thông báo rút kinh nghiệm. Đúng rồi, đúng nhanh anh nhớ lộn. Anh Lý đã nói ở đây thôi, đúng không? Là ở các nước dân luật khác thì cũng không có việc viện kiểm sát tham gia, tư pháp là một quyền lực mà nó độc lập thôi, đúng không? Mình biết rằng là một vấn đề, một vụ việc sẽ có người, lúc nào sẽ có hai ông luật sư, đúng không? Một ông luật sư cãi cho nguyên đơn, một ông luật sư cãi cho bị đơn. Tòa án cũng thế, sơ thẩm nói một kiểu, phúc thẩm nói một kiểu, thì phải có một người cuối cùng phải nói ra cái phán quyết. Chứ còn đương nhiên là cái phán quyết của tòa án tối cao thì sẽ phải có một ông thất vọng và có một ông là sung sướng, bao giờ như vậy, không thể có một cái phán quyết nào là tất cả mọi người đều sung sướng cả. Dù đấy là phán quyết liên quan luật công, luật tư, tất cả mọi ngành luật, có người thắng và có kẻ thua, nhưng mà cuối cùng là ý kiến của tòa án tối cao thì vẫn là ý kiến cuối cùng. Anh Lý, cơ quan công tố mà ta gọi là viện kiểm sát là cơ quan hành pháp, không có quyền nhắc nhở hay lưu ý tòa án. Vâng, em đồng ý với anh, em hoàn toàn đồng ý với anh Lý về điểm đấy thôi. Em cũng chưa bao giờ hiểu được là tại sao lại có vai trò của viện kiểm sát trong những cái vụ việc dân sự, vụ án dân sự thì đấy là một cái lý thuyết, mà cũng có thể có một cái lý thuyết đứng sau cái đấy, nhưng mà em thú thực là em cũng chưa hiểu về cái lý thuyết đấy. Em đồng ý với anh. Thì ok, thì đấy là cái buổi của chúng ta. Hy vọng rằng là anh Hợp về rồi. Em mời anh Hợp. Sorry, hiểu của anh, nhưng mà anh quay ra không kịp. Cảm ơn. Thì anh chỉ trước khi kết thúc chia sẻ một điểm với các bạn là có anh thích nhất cái bài trong tất cả các bài trao đổi ngày hôm nay, rất mọi chuyện, anh có thích cái câu của Tiến Minh vừa mới comment là cứ phải nghĩ rồi có câu hỏi được, anh thấy rất là hay. Cái mà anh thích, cái mình muốn nhất là anh hy vọng nếu có được không là các em nghe xong bài trình bày của anh Hiếu về nhà thấy tức nhất thì khó chịu thì đấy mới là cái tuyệt vời nhất. Thì cái đấy nó sẽ thôi thúc các em phải tìm hiểu, phải tra cứu, phải tìm tới câu trả lời cho mình, chứ còn nghe trình bày xong thì hay qua về chả suy nghĩ gì cả thì đi ngủ giấc thì lại không ổn. Thì cái tư duy là trong mỗi một sau một cái buổi chia sẻ thế này thì bao giờ mình cũng ra đi với một tâm trạng rất không thoải mái, rất không ổn, rất tức bực, thì đấy là anh nghĩ đấy là điều tuyệt vời nhất. Chứ còn ra đi một tâm trạng cực kỳ vui vẻ, hân hoan và không có gì câu hỏi nữa thì lại cực kỳ nguy hiểm, nó sẽ tắt cái tư tưởng muốn học hỏi, muốn phát triển của chúng ta. Anh chỉ chia sẻ mà thôi. Đây, cảm ơn Hiếu rất nhiều, cảm ơn các bạn. Em cảm ơn anh Hợp. Mình cũng hy vọng rằng đúng như anh Hợp nói là mình có thể đưa cho các bạn được một cái góc nhìn, từ đó các bạn có thêm những gì đó để các bạn suy nghĩ thêm thôi. Ok, nếu các bạn không có câu hỏi hay không có quan điểm nào khác nữa thì em xin cảm ơn anh Hợp, em cảm ơn anh Lý dành thời gian tham dự và cảm ơn các bạn đã dành thời gian tham dự cái buổi chia sẻ này của mình. Mình hy vọng sẽ gặp lại các bạn trong những buổi tới. Như mình nói đó thì nó cũng không phải như một buổi lecture gì đâu, chỉ là trao đổi thôi. Có những cái tuần mà chat room sẽ có những cái chủ đề khác, chủ đề chuyên đề khác thì những cái tuần đó thì có thể là mình sẽ rời sang tuần sau những cái chủ đề về mặt luật hợp đồng. Như mình nói là mình chả có áp lực gì về mặt thời gian cả, nên là cũng không biết là cái chuỗi này sẽ nói đến bao giờ thì cứ nói thôi, trao đi đổi lại với cả các bạn thôi.
Cảm ơn mọi người rất nhiều. Em cảm ơn anh Hợp, cảm ơn anh Lý, cảm ơn Hằng Nga, Dư, cảm ơn Tiến Minh, cảm ơn Minh, cảm ơn các bạn. Chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ, chúc mọi người mọi điều an lành. Dạ em ơi. Xin chào.